chèn sách văn chương, một bên bị gãy anh thương bên nào, chèn sách anh biết chỗ ao, bị gãy anh để võng đào anh đưa. Đấy, người ta thử người là như cháu này, xem là mày thương vợ hơn, mẹ thì trách cưới điên mày đấy, như vợ thì là đèn trách học hành này khác. Nhưng mà ta mới hỏi là thương ai, thì mày bảo là đèn trách thì là vứt xuống ao, là đấy chữ nghĩa bút đây vứt xuống ao, như bị gậy là mẹ mày đấy, trách cưới liều kèo thì để võng đào mà đưa đấy. Vâng. Đấy. Ui, ta thử người nam giới xem là thương vợ hơn hay là thương mẹ hơn đấy. Vâng, và ngày xưa các cụ dạy hay quá.